Hello các bạn nhé, chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với kênh của mình. Và trong video hôm nay thì mình sẽ quay một chút video về trong quá trình lắp cột để cho tất cả anh em tham khảo. Nếu mà các bạn biết rồi thì các bạn có thể là không xem video của mình nhé. Và đây là tất cả những cái xà mà ba anh em mình cắt được 5 ngày nha các bạn. 5 ngày là hoàn chỉnh hết. Các bạn xem video trước đó mình cũng nói với các bạn là cột là hình bát giáp nha các bạn. Đây, các bạn hãy xem, đây là cột hình bát giáp, rất là khó cắt luôn các bạn. Cả xà vượt cũng vậy. Mình sẽ quay một chút về xà vượt cho các bạn xem. Đây các bạn, đây là cái xà vượt của mình nhá, cũng là hình bát giáp luôn. Rồi nếu mà các bạn quan tâm thì các bạn hãy xem hết video cho mình nhé. Và lát nữa mình sẽ tiến hành lắp để cho các bạn xem và tham khảo. Rồi đây là cái trụ các bạn. Nó cũng là bát giáp luôn. Họ hôm nay cắt nó hơi hở một chút xíu các bạn. Bởi vì hơi khó cắt như này là cũng ok rồi. Rồi bây giờ mình sẽ quay một chút xíu về cái mộc của xà bát giáp này nha các bạn. Đây nó là như này này. Đó, cột đã hình bát giáp rồi, lại thêm cái xà vượn này hình bát giáp là rất là khó cắt. Nó cắt ra là nó có cái mộc có hình thù nó như này các bạn. Đó, mặt nào nó phải ôm vào mặt đấy nên là rất là khó cắt. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng tiến hành lắp xà vào cột nhé. สมัยเจ้าที่จะไปการอย่างนี้นั่นจิตอยู่ท้องหรอ